Vâng, và xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay là cuối tuần các bạn, thì mình sẽ làm một cái video chọn tụ bài cho các bạn thoải mái đầu óc sau một tuần làm việc căng thẳng các bạn ha. Và chúng ta vừa qua ngày 20 tháng 11 và các bạn đã làm gì rồi? Người người nhà nhà thì về trường cấp 3, người người về trường cấp 2 và để tặng quà cho thầy cô, và cũng không ít người tặng quà cho người yêu cũ nữa. Đấy, bỏ vụ người yêu cũ qua một bên thì các bạn biết rồi đó, chúng ta đang ở cuối tháng 11 và tháng 12 đã sắp đến rồi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm video chọn tụ bài, đó chính là công việc và chuyện học tập của bạn sẽ như thế nào trong tháng 12 này bạn ha. Và trong video này mình cũng sẽ, khi mà chọn tụ bài, mình cũng sẽ có lồng ghép vào những cái lời khuyên của mình nữa và những cái thông điệp của mình truyền tải đến bạn nữa, và hy vọng bạn sẽ đón nhận nó một cách trọn vẹn nhất có thể bạn ha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Và ok, thì mình xin phép để cái quay này cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi bây giờ mình sẽ để những lọ đá lên cho các bạn để các bạn chọn những cái tụ bài ha. Mình thấy mấy cái loại đá kia nó nhỏ quá, mình thì mình thích cái gì nó to to, nên hôm nay mình sẽ lấy một cái hũ đá hơi to một chút xíu. Đây là thạch anh hồng vậy nha, đại diện cho tụ số 1. Tụ số 2 đại diện cho là thạch anh tím, tụ thứ 3 là đá Aventus xanh, và tụ thứ 4 là thạch anh vàng. Đấy, các bạn ngồi suy nghĩ ngẫm lại và chọn giúp mình một tụ bài ha. Tụ bài ngày hôm nay nó sẽ là chuyện học tập và công việc của bạn trong tháng 12 sắp tới sẽ như thế nào bạn ha. Rồi các bạn, nếu mà cần thời gian thêm thì các bạn có thể stop cái video này lại để các bạn lựa chọn nha. Rồi bây giờ mình xin phép là sẽ dọn những cái tụ đá này ra một bên để có thể dễ chảy. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến tụ đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ có Knight Square nè bạn. Tiếp là King Square. Và tiếp đến là chính tiền. Thì điều này nó thể hiện cho cái gì bạn? Có thể nói là chuyện học tập và công việc của bạn trong cái tháng 12 này. Có thể nói là những, có thể nói trước đây á, những cái idea của bạn, những cái sự kinh nghiệm của bạn nó chưa đủ, và có vẻ như là trước đây là cái thời gian mà bạn học tập nè, thời gian trước đây là cái thời gian mà bạn va vấp này nè, từ trong công việc lẫn trong học tập luôn. Có thể nói là ví dụ trong tháng 12 này là cái tháng mà có thể trước, ví dụ tháng 11, tháng 10, tháng trước đó đi, bạn thi không đậu hoặc là việc học bạn nó chưa cải thiện, chưa được tốt, thì bạn chưa tìm ra phương pháp học tập. Trong công việc thì bạn có thể là bạn chưa tìm được cái cách làm việc đúng đắn, hoặc là bạn còn gặp nhiều cái sai lầm. Nhưng mà bước qua tháng 12 này, từ, bạn để giúp mình nha, là từ Nice World nó bước lên thành King Square. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái giai đoạn mà bạn va vấp, vấp ngã thế này thế kia nó đã quá nhiều rồi. Nó đem lại cho bạn một cái sự gì đó gọi là kinh nghiệm đầy mình. Đấy, cho nên là bây giờ, cái thời gian bây giờ là cái thời gian mà bạn, nói chung là cái kinh nghiệm bạn quá là tốt, quá là vững. Và nói chung trong tháng 12 này là cái tháng mà bạn sẽ học được rất là nhiều cái bài học, học được những cái điều gọi là tinh túy mà không có sách vở, không có ai có thể hướng dẫn và giúp đỡ bạn được. Cho nên đó là lý do tại sao mà nó xuất hiện chính tiền. Chính tiền nó thể hiện cho sự gì đó độc lập, làm việc một mình. Có thể nói là trước đây bạn va vấp nhiều, vấp ngã nhiều, và những cái sự về bạn á, thì thật sự mình thấy là bạn là cái con người mà giống như là ngại nhờ người khác giúp đỡ, nên thường là bạn sẽ tự thất bại nhiều hơn và bạn tự rút ra kinh nghiệm cho bạn để bạn phát triển luôn. Vì mình thấy là bạn là con người mà khá là ngại nhờ người khác giúp đỡ thế này thế kia, cho nên là ở trong cái tháng 12 này nó bước lên King Square nè bạn, kiểu như là bạn sẽ rất là kinh nghiệm và bạn gọi là lão làng trong cái kinh nghiệm của bạn, từ học tập nè tới công việc của bạn luôn. Nói chung là trong tháng 12 này mình thấy là những cái thiên về những cái gọi là cái kinh nghiệm của bạn sẽ đến với bạn rất là nhiều, và có vẻ như là bạn sẽ có sự đó rất là phát triển được ở trong cái tháng 12 này, giống như là kiểu như là muốn làm cái gì là làm được đó. Ví dụ như muốn trong học tập đi, ví dụ như là muốn 10 điểm môn tiếng Anh đi, thì vẫn được, 10 điểm môn văn vẫn được, nghe nó hơi khó đúng không, nhưng mà mình ví dụ như vậy đó. Và đó là lý do tại sao nó xuất hiện chính tiền các bạn. Chính tiền thì nó khiến cho con người bạn trong cái tháng 12 này là cái tháng mà bạn sẽ tự tỏa sáng, tự phát triển, tự đứng vững chãi, tự đứng vững mạnh, và đây là cái lúc mà bạn gọi là
nhận được cái thành quả của bạn, và đây là cái lúc mà bạn giống như là đang ăn mừng cho bản thân vậy đó. Cho nên là có thể nói là những cái thời gian chì ra chốc vẫy, thất bại, vấp ngã trước đây của bạn trong tháng 12 này nó sẽ dừng lại, và nó sẽ chuyển tiếp bạn ở lên một cái tầm cao mới bạn nha. Kiểu như là kinh nghiệm hơn, phát triển hơn và có chỗ đứng ở trong vị trí bạn hơn. Ví dụ trong trường thì bạn có thể là được lòng mọi người nhiều hơn, được lòng thầy cô nhiều hơn. Còn nếu mà trong môi trường làm việc thì bạn được đồng nghiệp, tất cả mọi người, sếp này nọ nọ kia yêu mến hơn. Đấy, ví dụ là như vậy. Đó là tụ số 1. Đó là của những bạn chọn tụ số 1 trong tháng 12 này bạn ha. Rồi, tiếp đến là tụ số 2. Tụ số 2 thì 5 gậy nè, 10 kiếm nè, hay căng ha, và 3 tiền. Rồi ok, 5 gậy, 10 kiếm và 3 tiền. Điều này thì cho cái gì đây? Có thể nói với bạn là ở trong cái tháng 12 này của bạn thì bạn hãy nên cẩn thận với những cái mối quan hệ xung quanh của bạn một chút xíu. Từ là những người, những bạn đang đi học tới cả những bạn đang đi làm luôn. Vì sao? Vì mình thấy là có thể nói trong cái tháng này sẽ là cái tháng mà bạn sẽ dễ gây xung đột, dễ gây xích mích và mâu thuẫn với những cái mối quan hệ ở đây. Và cái sự mâu thuẫn này nó khá là nhiều, nó khá là căng và nó có thể tệ đến là nó dẫn đến những cái sự gọi là đánh mất cái mối quan hệ luôn. Cho nên là cố gắng trong cái tháng 12 này, cố gắng giúp mình, cố gắng suy nghĩ những cái lời nói kỹ càng trước khi nói và để ý thái độ của bạn một chút xíu trong cái tháng 12 này. Vì tháng 12 này là tháng mà mình thấy là nó xung đột nè bạn, mà khi mà xung đột rồi nó dễ dẫn đến mất mối quan hệ. Và khi đã mất mối quan hệ thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề như là đi nói xấu nè, rồi cái này thế kia, rồi nó kéo theo những cái hệ lụy nó không đáng có bạn nha. Cho nên là cố gắng giúp mình trong tháng 12 này, chỉ cần để ý một chút xíu thôi, có nghĩa là để ý thái độ của bạn nè, cố gắng tránh những mâu thuẫn hết sức có thể nè, thì chỉ như vậy thôi là bạn đã tránh được cái họa này rồi. Và mình thấy là tiếp đến là chúng ta có 3 tiền, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như là không có gặp những cái vấn đề như mình nói, sửa được những cái vấn đề như mình có nói với bạn, thì chắc chắn là bạn và đồng nghiệp sau cái sự cãi vã này, kiểu như cũng có cãi vã đó, nhưng mà kiểu như nếu mà bạn không biết tiết chế thái độ của bạn thì nó có thể dẫn đến là mất mối quan hệ. Nhưng nếu biết tiết chế mối quan hệ này của bạn thì cả hai bạn sẽ hiểu nhau hơn, và sắp tới tất cả mọi người teamwork của bạn, bạn bè của bạn xung quanh bạn, bạn thân của bạn này nọ, thì họ sẽ trở thành cái mối quan hệ thân thiết với bạn. Kiểu như là trong lúc cãi, nếu mà biết kiểm soát cảm xúc, không có nói những cái lời đau lòng, không có nói những cái này cái kia, nói những cái câu nó quá nặng nề thì làm bạn được. Còn nếu mà lỡ không kiểm soát được, nói những câu thế này thế kia thì rất là dễ mất cái mối quan hệ mà bạn biết rồi đó. Khi mà nó mất mối quan hệ thì nó sẽ kéo theo nhiều cái về sau đó bạn, kiểu như đi nói xấu người này người kia, rồi xúi dục này này, kích cho nhau rồi này nọ, ôi phiền lắm. Cho nên là cố gắng để ý giúp mình một chút xíu của những bạn chọn tụ số 2 ở trong tháng 12 này bạn nha. Rồi, tiếp đến là chúng ta đến với tụ thứ 3. Rồi, tụ thứ 3 chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có A of Pentacle, 8 gậy và The Star. Thì cái điều này các bạn nó thể hiện cho cái gì? Từ đây mình sắp lại cho nó đẹp đó. Rồi, thì điều này nó thể hiện cho cái gì bạn? Đầu tiên là A of Pentacle và 8 gậy, có thể nói là ở trong tháng 12 này sẽ là cái tháng mà bạn sẽ có những cái thành quả, những cái thành công, những cái cơ hội may mắn ở trong cái tháng 12 này rất là nhiều. Đối với những bạn dòng tụ thứ 3 này, có thể nói ví dụ như nếu mà bạn đang làm việc nha, bạn là người đang đi làm, khả năng cao là trong tháng 12 này bạn sẽ được tăng lương, hoặc là được thưởng, hoặc là có cơ hội một cái hợp đồng tốt. Mình lấy ví dụ như là làm việc, đối với những bạn làm về bất động sản á, thì có thể nói là tìm một cái hợp đồng mà tiền cao rất là khó, đúng không? Thì có thể nói tháng 12 này đối với những bạn đó thì có thể là sẽ có tìm được một cái hợp đồng rất là tốt ở trong tháng 12 này. Còn công việc thì có khả năng thăng lương, khả năng thăng chức và khả năng tiến triển ở trong cái tháng 12 này. Còn đối với những bạn đang học hành á, thì có thể tháng 12 này sẽ là cái tháng nếu mà có cái bài thi nào đó thì bạn sẽ đạt được điểm cao, đạt được điểm tốt, hoặc là bạn sẽ có một cái buổi thuyết trình tuyệt vời, hoặc là nói chung là bạn dự định làm cái điều đó trong tháng 12 này đối với những bạn học hành nha, thì khả năng cao là đạt được từ là như vậy. Và có thể nói với bạn ở thời gian có thể nó cái thành công này của bạn nó đến với bạn á, nó đến sẽ hơi chậm một chút xíu, có thể là tầm từ nửa năm cho tới cuối năm, nửa tháng 12 tới cuối tháng 12 nó mới đến, chứ nó không đến ở đầu tháng 12 bạn nha. Tại vì The Star nó thiên về cái sự gì đó gọi là bạn cũng phải gọi là chạy ra chốc vẹn một chút xíu, cũng gặp khó khăn một chút xíu, cản trở một chút xíu thì nó mới đến thành công. Cho nên là có thể nói với bạn là mặc dù là tháng 12 này là cái tháng mà rất là tốt, rất là ok, nhưng mà đầu tháng nó cũng không ổn lắm đâu. Cho nên có thể nói đối với những bạn vào tuổi thứ 3 này á, thì cái tháng 12 này của bạn là cái tháng mà tiền hiểm hậu tốt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đầu nó không được tốt, nhưng mà về sau nó mới tốt được. Đó, nó đơn giản là như vậy. Cho nên là đối với những bạn vào tuổi thứ 3 này á,
thì có thể nó trong tháng 12 này của bạn, thời gian đầu có thể nó ví dụ mình lấy ví dụ nha, ví dụ như là bạn dự định làm một cái điều gì đó trong tháng 12 này nhưng mà làm hoài đầu tháng không được, nhưng mà về cuối tháng bạn hãy thử làm lại đi. Vì đó như bạn chọn tuổi thứ ba này, mình thấy là cái cơ hội may mắn và nó may mắn rõ ràng nhất là nó thiên về nửa tháng 12 trở đi. Cho nên là đối với những bạn chọn tuổi thứ ba này, mình có một cái lời khuyên là muốn làm điều gì hoặc là dự định làm gì thì cứ cố gắng làm đi, muốn cứ làm đi, tại vì giữa tháng trở đi là cái khả năng thành công và cái khả năng phát triển rất là cao, cho nên là đừng có thấy thất bại thế này thế kia mà bỏ, thì mình thấy là không nên. Cho nên là đối với bạn chọn tuổi thứ ba này, tháng 12 này dự định làm gì, muốn phát triển điều gì thì cứ làm, đây là cái cơ hội gọi là cái khả năng thành công rất là cao của bạn ở trong tháng 12 này, cho nên là cố gắng nắm lấy cơ hội này các bạn chọn tuổi thứ ba ha. Rồi tiếp đến là tuổi cuối cùng, tuổi thứ tư. Ê da, ok rồi. Ở đây mình sẽ có là Knight Cup nè, Ace of Wands nè, và cuối cùng là Seven Wands. Rồi, ok. Thì điều này nó thể hiện cho cái gì bạn? Điều này thể hiện cho cái điều gì? Thì thứ nhất các bạn, có thể nói là đối với những bạn chọn tụ thứ tư này, ở trong tháng 12 này của bạn là cái tháng mà bạn sẽ có nhiều cái động lực, nhiều cái nguồn năng lượng đến với bạn ở trong cái tháng 12 này. Và có thể nói tháng 12 này là cái tháng mà bạn sẽ có được những cái gọi là cái động lực rất là cao, cái năng lượng ở đâu đó nó nhiệt huyết nó đến với bạn ở trong cái tháng 12 này rất là nhiều. Và có thể nói tháng 12 này là cái tháng mà bạn sẽ do cái lửa bạn quá lớn, cái nguồn năng lượng trong bạn quá lớn các bạn, cho nên có khả năng là trong tháng 12 này bạn sẽ có thể là làm những cái chuyện mà nó vô lý một chút xíu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hơi ngông cuồng một chút xíu là cái thứ hai. Thì các bạn cứ hình dung như thế này, mình nghe nói gì nghe có vẻ tiêu cực vậy thôi, nhưng không phải. Mình lấy ví dụ như là trong tháng 12 này bạn muốn mở một cái shop gì đó đi, một cái cửa hàng gì đó đi, khả năng cao bạn sẽ chạy là bạn mở liền, nhưng mà bạn sẽ quên nghe những cái lời khuyên của những người khác. Đấy, đó là như vậy. Cho nên đối với những bạn chọn tuổi thứ 12 này á, chọn tuổi thứ tư này, và đối với trong tháng 12 này, nếu mà bạn mong muốn làm một cái điều gì đó thì ok, có thể là bạn sẽ hoàn thành được, cái lửa bạn nó quá lớn rồi. Nhưng mà để ý giúp mình một điều, đó chính là cố gắng lắng nghe những lời khuyên của người khác trong cái tháng 12 này. Thì mình thấy là do là cái lửa bạn lớn quá, cái lửa bạn vừa lớn nè mà bạn giống như là bạn đang muốn làm nên bạn sẽ không có nghe những cái lời khuyên của người khác. Cho nên một lời khuyên của mình đối với những bạn chọn tuổi thứ tư này thì phải là cố gắng trong tháng 12 này lắng động mình xuống và cố gắng nghe lời khuyên của người khác. Đối với những bạn học tập thì giống như đối với những bạn đi học thì có thể nói tháng 12 này cái lửa bạn lớn và bạn sẽ học thế này thế kia, học chăm chỉ thế này thế kia, nhưng mà bạn biết rồi đó, học như thế nào rồi thầy cô sẽ khuyên bạn thế này thế kia. Thì mình nghĩ là đối với những bạn trong thứ tư này á, trong tháng 12 này, thì khi mà có ai đó đến đưa cho bạn lời khuyên hoặc là có ai đến đưa cho bạn những cái lời nhận xét gì đó về bạn thì bạn cố gắng chấp nhận nó giúp mình. Tại vì có thể nó là do cái lửa bạn lớn quá nên bạn không thấy được những cái điều đó, kiểu như bạn thấy cái gì bạn làm gì cũng đúng chân á, cho nên là cái điều đó nó rất là không ổn. Cho nên cố gắng giúp mình đối với những bạn chọn tuổi thứ tư này á, thì trong tháng 12 này nhớ giùm mình một điều, đó chính là cố gắng lắng nghe những người xung quanh. Và khi mà những người xung quanh cho bạn những cái lời khuyên thì lắng nghe những lời khuyên đó, vì mình thấy những lời khuyên này là những lời khuyên khá là tốt và rất là tích cực để có thể giúp bạn phát triển nhiều hơn nữa ở trong cái tháng 12 này. Cho nên là ví dụ như bạn đang làm công việc đi, ok, bạn có thể là sẽ dự định là trong tháng này tôi sẽ thăng chức, trong tháng này tôi sẽ lên lương thế này thế kia, thì ok, nó vẫn được, đó là những cái mục tiêu tốt. Nhưng mà làm như thế nào để tăng lương thế này thế kia thì mình nghĩ là bạn nên nghe những lời khuyên những người xung quanh. Tại vì do là bạn cái lửa bạn lớn quá cho nên là người ta khuyên bạn sẽ không nghe, nhưng mà bạn biết là do là cái gì bạn cũng hấp tấp làm thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái sự thất bại, những cái sự không được tốt. Còn khi mà bạn thất bại nó sẽ kéo theo nhiều cái không ổn lắm. Cho nên là từ học tập nè cho đến công việc đi làm thế này thế kia, thì trong tháng 12 này đối với những bạn chọn tuổi thứ tư thì cố gắng lắng động giùm mình xuống một chút xíu để lắng nghe những người xung quanh, và khi mà họ cho những cái lời khuyên đó thì bạn sẽ xem là cái lời khuyên này nó có hợp lý hay không. Nếu hợp lý chúng ta nên nghe bạn ha. Và đó thì mình cũng đã giải giúp các bạn về 4 tụ bài thôi. Và mình hy vọng là với những cái thông điệp của mình và những lời khuyên của mình thì các bạn sẽ có cái sự gì đó tâm lý vững để đón nhận những cái điều đến với bạn trong công việc và chuyện học tập trong tháng 12 này bạn ha. Và sau khi mà xong tháng 12 và kiểu như là sau những cái sự trải nghiệm của các bạn rồi đó, thì nếu mà các bạn nhớ á, thì các bạn quay lại giúp mình và cho mình xin feedback coi là tháng 12 của bạn nó có thể hiện đúng những cái gì mà mình nói trên bài hay không bạn ha. Ok, và mình hy vọng được cái điều đó. Rồi, ok.
Video tới đây chắc cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới để mình sẽ trả lời các bạn và giải đáp các bạn sớm nhất có thể nha. Và mình có một cái group Facebook, nếu các bạn muốn thì có thể vào đó chúng ta cùng trao đổi về những kiến thức về TOEIC bạn ha. Và ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.